đã được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Quân chủ Phan Văn Khải ủng hộ. Và tại hội nghị môi trường toàn quốc ngày 22 tháng 4 năm 2005, chính Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải nhanh chóng xây dựng ngành công nghiệp môi trường phù hợp với điều kiện của một nước đang phát triển và có nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính như Việt Nam. Và tiếp theo đó là luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 cũng đã thể chế hóa chủ trương nêu trên. Và tại điều 121 thì đã giao cho Bộ Công nghiệp, đây là Bộ Công thương, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp môi trường. Năm 2006, một nghiên cứu điều tra quy mô đầu tiên được tiến hành đối với ngành công nghiệp môi trường, đó là ngành công nghiệp có khuynh hướng dịch vụ, gồm rất nhiều lĩnh vực hoạt động đan xen trong tất cả các ngành kinh tế hiện có. Trên thế giới, quản lý và hỗ trợ các hoạt động mang tính đặc thù như vậy là mô hình thích hợp nhất, tức là các tổ chức hiệp hội công nghiệp môi trường, và điển hình và thành công gần đây nhất là hiệp hội công nghiệp môi trường của Hàn Quốc. Họ đã đề xuất và thành lập hiệp hội công nghiệp môi trường. Việc đề xuất và thành lập hiệp hội môi trường Việt Nam đã được hình thành dựa trên bài học kinh nghiệm của các nước và từ chính các kết quả được điều tra của Bộ Công Thương tiến hành từ năm 2006.